Hạnh phúc là gì? Tìm kiếm nó ở đâu? Làm thế nào đạt được? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình, nhưng đối với tôi, hạnh phúc vốn tồn tại xung quanh mỗi người, từ những điều nhỏ bé, dung dị nhất, biết tận hưởng, biết hy sinh, biết bằng lòng, để mỗi ngày đều là những giây phút hạnh phúc. Có một ông phú ông vô cùng giàu có, hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông La Ta làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao củ cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng, có một ông nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài." Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư như lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi." Sau đó vị đại sư đã quay lại trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất, quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: "Tốt quá rồi." Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?" "Dạ, hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi." Lúc này vị đại sư cười và nói: "Đây cũng là phải là phương pháp gì đặc biệt. Chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi." "Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa?" "Kỳ thật, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?" Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng khi mất đi một hoặc thiếu thứ gì đó, bạn sẽ luôn nhớ về thứ nó. Nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó. Do vậy, hãy tôn trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi hết tiếc bạn nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.